Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực Cầu Trắng, chỗ Loan Cháo Bùi Vĩnh. Và thể theo lời yêu cầu, ngày hôm nay tôi sẽ quay khu vực giáo xứ Bùi Vĩnh để quý vị các bạn cùng theo dõi. Ở khu vực chỗ này là khu vực Cầu Trắng, phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn là trường phổ thông trung học Tam Hiệp, hay còn gọi là trường Thăng Long ngày xưa. Và ngay đầu dốc chỗ này là karaoke 162 và sát bên là karaoke 161. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2022, lúc này là 8 giờ sáng, bầu trời ngày hôm nay rất trong xanh và rất đẹp. Khu vực chỗ này là khu vực thuộc phường Tam Hiệp. Khu vực phường Tam Hiệp có một số giáo xứ như giáo xứ Bùi Hiệp, giáo xứ Bùi Hưng và giáo xứ Bùi Vĩnh. Đến khu vực chỗ này thì tôi sẽ rẽ tay phải vào đây, thì trước màn hình quý vị các bạn là một cái cổng đề giáo xứ Bùi Vĩnh. Lúc này buổi sáng đang họp chợ rất là đông đúc. Và tại khu vực chỗ này phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn là khu vực bánh quấn của cô Hình. Ở đây là khu vực bánh mì của cô Huệ Lao. Nhà thờ Bùi Vĩnh mới được sơn sửa lại, nhìn rất là đẹp. Đây, trước màn hình của các bạn là khu vực nhà thờ Bùi Vĩnh. Tôi sẽ đi một vòng xung quanh nhà thờ để quay cho quý vị và bạn cùng xem. Khu vực chỗ này là bán bún bò Huế vào buổi sáng. Ở đây thì bán súp. Và trước màn hình của các bạn là nhà giáo lý giáo xứ Bùi Vĩnh, cũng đã được sơn sửa rất là đẹp. Tôi sẽ đi một vòng xung quanh giáo xứ Bùi Vĩnh quay cho quý vị các bạn cùng xem. Ngay chỗ cái xe này là nhà ông làm bánh gai. Khu vực này hiện nay thì nhà tôn rất là ít, nhà xây rất là nhiều. Ở khu vực chỗ này là khu vực nhà bà Kiểm Cụt, nhà cô Tính bánh phở. Buổi sáng thì tại chỗ này có bán bún bánh phở, nhưng ngày hôm nay thì không có bán. Tôi sẽ rẽ tiếp tay phải để đi ra khu vực trường mầm non Tam Hiệp. Hiện nay thì khu vực chỗ này đang xây cất. Nhà ở đây đang có giá rất cao. Và phía bên tay phải màn hình quý vị các bạn là trường mầm non Tam Hiệp. Và ngay góc đối diện màn hình quý vị các bạn, đây là quán cà phê ông Long Mũi. Dọc con đường này thì buổi sáng bán đồ ăn sáng rất là nhiều. Ở đây có bán bánh cuốn nóng. Hồi xưa thì ngay khu vực chỗ này có hủ tiếu Nam Vang Bùi Vĩnh. Đây là tiệm bún cô Hà. Dọc khu vực chỗ này phía bên tay trái màn hình của bạn có bán bánh cuốn. Và ngay đầu cổng giáo xứ Bùi Vĩnh là một tiệm bán sâm sâm. Giờ tôi sẽ đi thẳng quay khu vực bán rau, bán thịt tại khu vực chợ Bùi Vĩnh cho quý vị các bạn cùng theo dõi. Ở đây có cửa hàng của cô Nhiêu bán rất là lâu năm. Vào buổi chiều thì khu vực chỗ này bán cháo lòng. Đây là các cửa hàng rau củ quả. Các con đường ở vùng quê Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đồng Nai, có những cái chợ tự phát như thế này. Và những cái chợ này hình thành lâu dần thì nó thành một cái khu chợ gọi là chợ Bùi Vĩnh. Dọc đây bán rau củ quả rất là nhiều. Ở khu vực chỗ này thì đi thẳng sẽ đi vào xóm Cali. Bây giờ tôi sẽ rẽ tay trái. Khu vực chỗ này buổi sáng mọi người tập trung ở đây uống cà phê, đánh cờ tướng, đặc biệt là những cụ ông.
Hướng chỗ này nếu rẽ tay phải chúng ta đi thẳng sẽ xuống khu vực chợ Tam Hòa. Ở khu vực chỗ này có một tiệm bán phở và đối diện buổi chiều bán bánh xèo. Đường xá tại khu vực giáo xứ Bùi Viễn bây giờ cán nền bê tông hết rồi. Giáo xứ cắt đi một số cây cho nó gọn. Bên cạnh đó thì lắp thêm một số cái đèn năng lượng mặt trời. Còn đây là khu vực nhà thầy Phúc dạy tiếng Anh. Và sát bên là khu vực cà phê của anh Cường Lao. Đây là không gian chợ Bùi Viễn vào buổi sáng. Bây giờ tôi sẽ tìm một nơi dừng chân và quay rõ hơn từng địa điểm cho quý vị các bạn cùng theo dõi. Điểm đầu tiên mà tôi ghé đến là gian hàng Sâm Sâm. Góc chỗ này là góc đi thẳng xuống hướng khu vực xóm Cali. Còn đây là góc chúng ta đi ra hướng đường Phạm Văn Thuận. Đây là gian hàng bán khoai mì, bánh chưng. Còn đây là cô Oanh đang bán các loại như là bánh cuốn nóng, bún thịt nướng, bún chả giò. Còn đây là gian hàng bán chuối và đu đủ. Cô này có thâm niên ở đây rất là lâu năm. Đây là bánh cam. Bánh cam đây có hai loại, bánh cam đường và bánh cam đường bông. Đây là tiệm chè cô Yến. Tiệm chè có thâm niên rất là lâu năm và cũng rất là nổi tiếng. Ở đây có xôi vò. Cô Yến là người cung cấp các loại xôi và chè cho các nhà hàng tiệc cưới. Đây là cái cổng giáo xứ Bùi Viễn. Và tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm giáo xứ Bùi Viễn từ trên cao. Chúa thương tôi khi chưa có đất trời, từ lúc thế gian đắm chìm trong đêm tối, Ngài đã phân chia đêm ngày, đã tác sinh muôn loài, đã cho tôi trở thành người con của Chúa. Bên tôi cho dù tháng năm dài, Ngài hướng dẫn tôi khi thuyền trôi buông lai. Tình Chúa cho tôi rất nhiều, ủi an tôi bao điều, mãi dấu yêu quan phòng đỡ nắng sớm chiều. Tình của Chúa lớn hơn đại dương, tình của Chúa núi cao nào hơn, tình của Chúa chiếu soi cõi đời của tôi. Ngài đã chết để cứu chuộc tôi, lòng
theo Ngài thôi. Ngài mở lối tiến lên quê trời đẹp tươi. Ngày tháng quân xoay luôn làm tôi mệt nhoài, lạc thú hư danh đã làm tôi mê mãi. Cuộc sống đua trên miệt mài đã bao phen thất bại, đắng cay thêm nỗi dài cho kiếp trần ai. Tình Chúa bao la như lòng cha, dù tôi xa ngã, Ngài vẫn đứng đây trông chờ với trái tim nhân từ, mở đôi tay ôm chặt đứa con tội đồ. Tình của Chúa lớn hơn đại dương, tình của Chúa nỗi cao nào hơn, tình của Chúa chiếu soi cõi đời. Chúa thương tôi khi chưa có đất trời, từ lúc thế gian đắm chìm trong đêm tối. Ngài đã phân chia đêm ngày, đã tác sinh muôn loài, đã cho tôi trở thành người con của Chúa. Bên tôi cho dù tháng năm dài, Ngài hướng dẫn tôi khi thuyền trôi buông lai. Tình Chúa cho tôi rất nhiều, ủi an tôi. Và đến đây tôi xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi kênh Đồng Nai Quê Tôi. Nếu như quý vị và các bạn yêu mến kênh Đồng Nai Quê Tôi, quý vị và các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai Quê Tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.